Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách mà hack con máy PS3 Slim, hack full, đó là đời 2500, 2000 hoặc là dòng Fat. Chỉ các dòng này là có thể là hack full được thôi, còn cái dòng mà 3000, 4000 là phải hack hand. Thì cái hack hand đó mình sẽ có video hướng dẫn các bạn sau. Thì hôm trước là mình đã hướng dẫn cái hack con PS3 mà 4.88 rồi, nhưng mà cái phim quay nó đã cũ, bây giờ thì nó update lên nó đã khác rồi. Thì mình sẽ để cái link mà tải dưới phần mô tả cho các bạn cứ đau về thôi. Các bạn có thấy hay thì có thể like, subscribe kênh của mình để theo dõi nhiều video hơn. À, muốn donate ủng hộ cho mình thì có thể là mình có để số Momo dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã donate. Ok, thì đây là hai cái file. Thì đầu tiên thì các bạn, nếu mà các bạn chưa update là 4.89 thì các bạn phải update lên. Thì các bạn sẽ tải cái file này, thì mình sẽ để cả hai file dưới phần mô tả. Thì các bạn tải về sẽ là một file nén, cái file mở mở ra nó như thế này. Các bạn nhấm nhấp vào, thì các bạn sẽ copy cái folder PS3 này nè, copy nó vào cái USB của các bạn. Thì cái USB của mình đây, đây cái folder PS3 nè. Thì đầu tiên nếu mà các bạn mà chưa hack lên 4.89 đó, thì các bạn sẽ tải cái file này PS3 4.89. Còn nếu mà các bạn đã tải rồi, làm xong các bước hết rồi, thì các bạn sẽ copy cái file này. Thì mình sẽ chạy cái file này, mình sẽ hướng dẫn một phần sau, rồi sau đó các bạn sẽ chạy cái file 4.89 ở Billenat này. Thì con máy của mình đã update lên bên 4.89 rồi. Thì nếu mà cách update như thế nào, các bạn sẽ có thể xem lại cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nó cũng khá là đơn giản. Nếu mà các bạn hay ổ cứng hoặc là các bạn có thể xem lại video trước mình đã hướng dẫn update rồi. Thì trong cái phần này, nếu mà các bạn muốn update lên trực tiếp trong đây là, nếu mà các bạn đang 4.88 đi, thì các bạn muốn update lên thì các bạn copy cái file 4.89 lúc nãy của mình vào đó, folder PS3 đó. Thì các bạn vào phần này, System Update nè, rồi các bạn chọn là Update Via Source Media là từ cái USB của mình. Thì đây cái file nó sẽ hiện hiện lên cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần bấm bấm vào install nó rồi mình đợi thôi là xong. Thì máy của mình đã update lên 4.89 rồi. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần hack trên 4.89 đây. 4.89 mình zoom cho các bạn nhìn thấy rõ. Ok. Sau khi các bạn đã update lên xong thì mình sẽ kết nối với mạng. Kết nối mạng thì các bạn sẽ vào phần này thôi, Network, các bạn connect với mạng của mình thôi. Đơn giản nè. Rồi sau đó các bạn set lại cái day, cái ngày. Mình set theo Internet. Các bạn nhớ lưu ý là phải kết nối mạng Internet nha, mình đã kết nối rồi nên mình không kết nối lại nữa. Kết nối Internet thì các bạn sẽ vào phần này thôi, Network Setting này, các bạn chọn 1-3 nè, là mình chọn wifi, mình kết nối, mình nhập mật khẩu, mình đã kết nối rồi nè. Mình chọn thêm một, chọn một này để mình check lại thôi. Mình đã kết nối wifi nhà mình rồi, báo success nè. Ok, sau đó các bạn vào mục này, chọn internet, các bạn sạch là PS3 ít như cái video trước thôi, loyalty.com. Rồi các bạn chọn lên mục này đầu tiên, rồi sau đó các bạn bấm nút tam giác nè, nút tam giác này, rồi các bạn chọn tool, chọn kênh phim là browser, bấm up. Sau đó các bạn chọn một homepage, Zipline Bay, ok. Rồi xong, các bạn sẽ kéo qua bên, kéo Google bên đây, chọn cái mục Busy Toolset. Rồi các bạn chọn cái chữ Main Site.
Bữa giờ mình cũng khá bận nên mình chưa ra cái phần hát hen cho cái dòng bếp 3 3.000 4.000. Thì tầm khoảng tuần sau hoặc tuần tới mình sẽ hướng dẫn cái video đó. Cái hát hen này nó cũng khá là cực, tại nó dính cái đoạn đoạn kia rồi, nó phải đợi lâu. Ok, nó báo là thành công rồi. Các bạn chọn ok rồi. Rồi ở đây các bạn cứ chọn cho System Manager nè. Vào đây mình đợi thôi, mình không có làm gì hết. Ok. Thì sau khi xong rồi các bạn sẽ chọn cái mục Flash Memory Path nè. Rồi các bạn chọn Load Path via HTTPS nè. Nó cũng khá là nhanh. Mình đợi thêm một tí thôi. Lưu ý là mình đang làm trên 4.89, VMware 4.89 nha. Các bạn nào ở đang còn VMware Hub á, các bạn phải update lên. Update là lúc nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, mà về các bạn nếu mà bạn hay yếu cứng thì các bạn sẽ format update lên như cái video trước mình hướng dẫn cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà đang firmware cũ sẵn rồi thì các bạn cứ update trong cái V thôi. Ok. Rồi, mình sẽ chọn tiếp lại một Blast Memory Path nè. Các bạn sẽ chọn Apply Blast Path. Nó báo lên, các bạn chọn Yes. Hát này làm cũng khá nhanh thôi, nó chưa tới 10 phút là mình đã xong rồi. Các bạn có câu hỏi gì cứ đặt ở dưới phần bình luận đi, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc là các bạn muốn làm video nào đó thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Thì cái video tiếp theo mình sẽ làm cũng khá là nhiều video để hướng dẫn ha. Mình sẽ từ từ thôi. Thì một tuần sẽ có một video mới trên kênh của mình. Cái file tải thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận hết. Nếu mà có bát giấy nén á thì nó bát giấy nén nó sẽ là hanh trà, còn nếu không có thì các bạn cứ giấy nén ra thôi. Bây giờ nó báo mình phải reboot máy, các bạn đè 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 nút logo này. Đó, rồi các bạn turn off system. Tắt máy của mình, sau đó các bạn khởi động lại. Thì sau đó các bạn sẽ copy cái file 4.89 EVLAT vào cái USB của mình. Thì hồi nãy mình đã copy cái file kia rồi, bây giờ mình sẽ copy file này. Này, 4.89 EVLAT. Ok, các bạn bấm vào. Nó là folder bếp 3. Các bạn copy thay thế cái folder lúc nãy là nãy lúc nãy mình update đó, thì mình xóa cái đó đi. Mình sẽ copy cái này vào. Thì đây là file hát. Mình sẽ copy cái này vào. Rồi bật máy mình lên. Các bạn sẽ chọn qua một bên này, System Update nè. Thì đây, mình vô mình update lên thôi. Đó. Update cứ phải hát cái nha. Chứ nãy mình update rồi mà. Ok.
Ở đó update lên là xong rồi đó. Rất là đơn giản à. Các bạn lưu ý là mình đang làm trên con máy là B3 Slim 2000, thì 3000, 4000 mình phá khá full nha. Ủa mà mình hack hen nha, mình không làm heo được cái này nha. Mình làm heo nhưng mà nó cũng sẽ bị lỗi thôi. Ở đây mình nhấn logo để nó nhận tín hiệu nè. Nó báo nè. Red BS nè. Để xem kinh doanh. Mà đã update lên là xong rồi. Xong cái này để Evilinat rồi. Sau các bạn chạy xong nó sẽ hiện cái file backup đây là cái máy của bạn đã hack rồi. Thì cách chép game các bạn có thể xem lại video cũ của mình có hướng dẫn cho các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn. Okay. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này.